Rồi quý vị ơi, tiếp theo bên size 289, 5 cây tổng hợp 400k bao ship toàn quốc. Anh nào mua thì vui lòng chuyển khoản trước nha. Trong đây đầu tiên mình mới có một cây trà Phúc Kiến, kế bên là cái cây Mai Chiếu Thủy. Cây này là cây kim giòn nha quý vị, bông dữ lắm nha. Và hai cái cây sâm núi trái với một cây ngâu. Rồi quay từ cây cho quý vị coi nha. Đầu tiên là cây trà Phúc Kiến nè, đế nó nè, này là ngón tay từ tỷ lệ nha, cái này là siêu mini nha quý vị, đang ra bông ra trái luôn nè, vô dáng thế hết trơn luôn rồi nha quý vị, cành nhánh đầy đủ hết trơn luôn ha nè, về vô cái chậu nó mới đẹp trai nha quý vị. Còn ở đây nó không có cái chậu, nó không đẹp trai đâu. Rồi một cây nha, cây số 2 là cây Mai Chiếu Thủy kim giòn nè. Ở cây này không cũng đủ vốn rồi nha, cây này đẹp lắm nha, tôi ép chậu này cũng gần 2 tháng rồi, nó ra rễ tới dưới đáy luôn nè, thì nó có cái miếng lưới nó cản lại chứ không thôi là nó ra lại rễ dữ lắm luôn rồi. Rồi hai cây, cái số 3 là cây sâm núi trái nha, bẻ cành nhánh đầy đủ hết trơn luôn rồi ha, siêu mini nha, mấy cái này về mà vô chậu thì thôi rồi, chơi để là nó sống. Mấy cây này sống khỏe lắm, nó ra trái giống vậy nè. Rồi cây số 4 cũng vậy luôn nha, cây sâm núi trái luôn nha, cầm trên tay quý vị thấy cái tàn đó quý vị biết ha. Về mở nhôm nha quý vị, nó khuyết nhôm rồi nha, 4 cây. Cây cuối cùng là cây ngâu nha, có cái củ quái luôn nè, ngâu có cái bông màu vàng nha, trái cũng màu vàng vàng đỏ đỏ luôn nha. Rồi tổng cộng 5 cây là 400, đã bao gồm phí ship luôn rồi ha. Anh chị nào mua thì vui lòng chuyển tiền trước nha quý vị. Rồi xuống luôn.